Xin chào bạn, mình là Đức, sinh viên của trường đại học FPT. Thì mình muốn mời bạn tham gia cuộc phỏng vấn về nguyện vọng sinh viên FPT cho các hoạt động ngoại khóa môn IBF 301M. Thì không biết là bạn có tiện tham gia phỏng vấn hay không ạ? Ok bạn. Thì mình xin phép ghi hình phỏng vấn để làm tài liệu nghiên cứu. Thì cho mình hỏi là bạn là sinh viên ngành nào và năm mấy? Mình là sinh viên ngành IB, hiện nay mình học năm 3. Vậy thì trong vòng 5 ngày gần đây thì không biết là bạn đã có tham gia cuộc phỏng vấn nào chưa ạ? Chưa. Vậy thì câu 1, bạn mong muốn những gì từ ngành học của mình? Từ ngành học của mình thì mình mong muốn những cái kiến thức mà trong quá trình mình học thì nó có thể áp dụng, mình có thể áp dụng nó cho những công việc sau này ạ. Vậy thì trên thang điểm 10 bạn chấm bao nhiêu điểm về những gì mà ngành học mang lại cho bạn? Mình chấm 8 điểm ạ. Vậy câu hỏi thứ hai, tại sao bạn lại chọn ngành học này? Mình chọn ngành học này thì đầu tiên là vì mình thấy cái điểm đầu vào nó dễ, nhưng mà sau quá trình học thì mình cũng thích môn học này ạ. Vậy là ban đầu là do điểm chứ không phải là do bạn yêu thích đúng không ạ? Đúng rồi. Mình điểm ban đầu cũng có thích nhưng mà chỉ một phần thôi, còn điểm thấy điểm dễ dễ vào nó mới là cái quan trọng mình chọn ạ. Okay. Thì trên thang điểm 10 bạn cảm thấy về mức độ phù hợp của mình đối với ngành này là bao nhiêu ạ? Mình chấm là 7 ạ. Vậy câu tiếp theo là câu 3, theo bạn làm sao để có ngay được việc làm sau khi ra trường? Để có được việc làm ngay sau khi ra trường thì mình nghĩ nó phụ thuộc khá nhiều vào cái kỹ năng mềm từ cái việc mà mình đi làm thêm ở nhiều nơi khác nhau để lấy được kinh nghiệm rồi cái thứ ạ. Vậy thì trên thang điểm 10 thì bạn sẽ chấm bao nhiêu điểm về cái mức độ tự tin mà bạn mong muốn? Mình chấm tầm 7 thôi ạ. Vậy thì câu hỏi tiếp theo là câu 4, sau 5 năm tốt nghiệp bạn muốn mình trở thành là một người có vai trò như nào trong xã hội hoặc là trong công việc? Sau 5 năm thì để nếu như mình mong muốn thì chắc chắn mình mong muốn có một vị trí cao trong công việc, chẳng hạn như ở quản lý thì ở cấp quản lý là được. Vậy thì câu hỏi tiếp theo là câu 5, hiện là ngoài học giờ trên lớp bạn mong muốn có những thêm hoạt động nào mà được tổ chức ở đại học FPT? Còn đồng ngoại khóa mà mình tổ chức thì chắc là trường tổ chức mấy cái chuyến đi tham quan ở những cái nơi khác nhau, kiểu như là để tham quan để cho sinh viên kiểu như một là có thêm kiến thức, rồi hai là kiểu tham quan biết nhiều nơi khác để kiểu như là xả stress trong quá trình học nữa. Thì trên thang điểm 10 những hoạt động đó bạn chấm bao nhiêu điểm? Mình chấm tầm 7 thôi ạ. Ok, tiếp theo là câu 6. Bạn có thể cho biết một hoạt động ngoại khóa nào mà bạn vô cùng mong muốn được tổ chức ở Đại học FPT mà bạn chưa được tổ chức không ạ? Hoạt động ngoại khóa mình yêu thích thì chắc là những cái chương trình âm nhạc mà tổ chức ở trong trường, mà kiểu mời có nhiều ca sĩ nổi tiếng về trường. Cái đó trường có nhưng mà vẫn chưa nhiều lắm, kiểu nhưng vẫn còn ít quá. Vậy là bạn muốn tổ chức một những cái buổi ca nhạc mà có nhiều ca sĩ nổi tiếng đến tham gia. Đúng rồi. Vậy thì tiếp theo là câu 7, hiện bạn có là thành viên của câu lạc bộ FPT BEC không ạ? Dạ không ạ. Bạn là học ngành kinh doanh thì bạn có biết đến câu lạc bộ này không? Mình có biết ạ. Vậy thì lý do tại sao bạn biết mà bạn lại không tham gia câu lạc bộ này? Mình không tham gia thì một phần là do mình không có thời gian, với lại mình cũng thấy câu lạc bộ này nó không phù hợp với mình lắm nên mình quyết định không tham gia. Thì bạn có thể cho biết là bạn tên là gì và số điện thoại của bạn không? Để sau này mình có mà mở được câu lạc bộ như bạn mong muốn thì mình có thể liên lạc với bạn và mời bạn tham gia cùng. Mình tên là Trần Thành Nhân và số điện thoại của mình là 0796179567 ạ. Thì buổi phỏng vấn đến đây là kết thúc. Chúc bạn một ngày vui vẻ và tốt lành. Cảm ơn bạn. Okay, chào bạn.